Bài tự hào người công giáo. Xin mời tất cả các em, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật to để chào các đón chị được không? Rồi, tay đâu, tay đâu. Chân đâu, chân đâu. Miệng đâu là miệng đâu. Rồi, chúng ta hãy cùng lớn lên. Chị ta, chúng ta hãy đứng lên nào. Để chúng ta sẽ cùng hô to để chào đón các chị lên sân khấu được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ cùng chờ trong thời gian chờ giới trẻ chúng ta lên. Xin mời các bạn thiếu nhi cũng như là tất cả con cũng mời cả phụ huynh của các em thiếu nhi cùng đứng lên giúp con đúng không ạ? Để chúng ta sẽ cùng khởi động một chút để chúng ta có thể ngồi xem được lâu hơn, để chúng ta không thể bị mỏi chân đúng không ạ? Rồi, xin mời tất cả bên phải của con đây ạ. Xin mời mọi người chúng ta cùng đứng lên ạ. Rồi, tay lên, tay lên. Rồi chúng ta sẽ cùng dạo ấy một chút. Chúng ta hãy giơ cao tay lên trên chúng ta hãy giơ cao tay lên và hãy vỗ cho mình một phút, một tràng vỗ tay thật to để nóng lên cái lòng bàn tay của chúng ta. Rồi chúng ta xem lòng bàn tay của chúng ta đã đỏ lên chưa, đã ửng hồng lên chưa ạ? Đỏ chưa, các em thấy gì đã thấy đỏ chưa? Nếu mà chưa đỏ thì tí nữa rồi nó sẽ bị tụ máu rồi nó lại sẽ bị mỏi cơ. Thế nên chúng ta sẽ cùng khởi động với nhau một chút được không? Nào, mọi người cùng làm theo anh nhá. Nào, tay trái trước, tay phải sau, chân trái trước, chân phải sau, chân tay trái quay, 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 tay phải quay, quay, quay. Được chưa nào? Nào, tay trái trước, tay phải sau, tay trái quay, 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 tay phải quay, quay, quay. Rồi, chuyển một chút nhá, đến vai nào. Vai trái trước, vai phải sau, vai trái quay, 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 vai phải quay, quay, quay. Mỏi chưa? Chúng ta sẽ cùng chuyển một chút nhá nào. Chúng ơi, sâu một chút nào. Eo trái trước, eo phải sau, eo trái quay, 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 eo phải quay, quay, quay. Nào, đã chuẩn bị chưa? Nào, xuống đây ra đầu gối nhá. Gối chân trái trước, gối chân phải sau, gối chân trái quay, 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 gối chân phải quay, quay, quay. Có đã đỡ mỏi hơn chưa? Rồi. Chúng ta sẽ chào đón các bạn giới trẻ của giáo xứ Vương Cắt sẽ trở lại sân khấu để nhảy một cú húc tự hào người công giáo để khai mạc chương trình trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật to để chào đón các em được không ạ? Chúa, đừng hòng ngày công giáo, có Chúa con bình an vượt qua mọi
dân la dấu cho cuộc đời hạnh phúc con tìm thấy nước trời đôi chân này vươn đến nơi đau thương âu lo muộn phiền con đem bình an Chúa cho mình cùng nhận biết Chúa chào quá tay thật to để cảm ơn các bạn giới trẻ của giáo xứ Mường Cát đúng không ạ? Và giờ đây không thể thiếu được những nhân vật chính trong các buổi văn nghệ của chúng ta, tất cả các anh thiếu nhi. Chúng ta hãy dành một chào quá tay thật to để chào đón hai người MC chính trong buổi tối ngày nay đúng không? Quá tay thật lớn đến đầu đàn ơi. Vâng, lời đầu tiên xin vui mừng chào đón quý cha, quý thầy, quý cộng đoàn, giật tháo cái vỏ ra, các bạn trẻ đến từ nhóm nối kết yêu thương và đặc biệt các bạn thiếu nhi đến từ giáo xứ Mường Cát thân yêu của chúng ta, xin được chào pháo tay thật lớn. Vâng, và lời đầu tiên cho phép con Trần Thoại, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến quý cha, quý thầy, quý cộng đoàn và toàn thể các bạn đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay, chương trình Trung Thu với chủ đề Ánh Trăng Yêu Thương Em Vui Bên Chúa. Vâng, thưa các bạn thiếu nhi ơi,
Các bạn có biết Tết Trung Thu có ý nghĩa gì không? Vâng, có ý nghĩa gì ạ? Vâng, dịp Tết Trung Thu. Dịp Tết gì đây? Dành cho ai? Thiếu nhi. Vâng, đúng là dành cho thiếu nhi đúng không ạ? Và thưa các bạn, vào ngày này hàng năm, theo phong tục của người Việt, người lớn thường chuẩn bị mâm cỗ dâng lên tổ tiên những người đã khuất. Sau đó, tất cả các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau cùng phá cỗ thưởng trăng. Người Việt cũng thường mượn dịp này để tỏ lòng hiếu kính với ông bà, cha mẹ và những món quà, lời hỏi thăm. Trung thu ban đầu là Tết của người lớn để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, ăn bánh, uống trà, ngắm trăng rằm vào giữa Tết Trung thu. Dần dần ngày này trở nên Tết thiếu nhi. Trẻ em các vùng miền trên cả nước được rước đèn, phá cỗ, xem múa lân, ngắm trăng cùng bạn bè. Vì thế, các bạn thiếu nhi ơi, các bạn đã sẵn sàng chào đón ngày Tết Trung thu của chúng ta chưa? Giờ đây chương trình Ánh Trăng Yêu Thương Em Vui Bên Chúa xin được phép bắt đầu. Và sau đây con xin được giới thiệu với cộng đoàn sự hiện diện của chúng ta tối ngày hôm nay. Có sự hiện diện của một người đẹp trai, phong độ rất quan trọng và kính yêu. Đó chính là cha xứ du xe của chúng con. Xin cộng đoàn đồng hồ chào pháo tay thật lớn. Chúng ta cùng chào đón sự hiện diện rất đặc biệt của những vị khách quý từ thủ đô Hà Nội ở nhóm khách núi yêu thương. Chúng ta cho họ một tràng pháo tay được không ạ? Và chúng ta cùng chào đón sự hiện diện của quý ông bà, quý anh chị trong giáo xứ Mường Cát chúng ta. Và một thành phần không thể thiếu, đó là sự hiện diện của các bạn thiếu nhi vô cùng đáng yêu của giáo xứ Mường Cát chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn các bạn ơi! Không chờ lâu thêm nữa, giờ đây con xin kính mời thầy xứ lên khai mạc chương trình Ánh Trăng Yêu Thương Em Vui Bên Chúa cho chúng con ạ. Vâng, một tràng pháo tay thật lớn để chào đón thầy lên sân khấu. Các bạn thiếu nhi ơi! Các bạn thiếu nhi ơi! Kính thưa cộng đoàn, Tết Trung Thu là Tết của thiếu nhi. Nhưng có một điều con nhận thấy, thiếu nhi ở đây hơi ít. Vì thế, điều đầu tiên, xin quý cộng đoàn, đặc biệt là các ông, các bà, các chị lớn có thể vui lòng nhường ghế cho em thiếu nhi ở bên này không? Mời tất cả thiếu nhi ở bên này sang bên này. Có nhiều ghế mà. Xin mời tất cả các thiếu nhi mặc trang phục thiếu nhi rất đẹp ra giữa khán đài ngồi. Vâng, con xin các bạn có thể nhường ghế đằng trước cho em thiếu nhi. Các bạn thiếu nhi nhìn chưa? Cả các bạn giới trẻ xin mời sang bên này ngồi luôn. Ở đằng trước của chúng ta có rất nhiều ghế. Thắng rồi. Thắng là bê bàn. Vâng, con xin cảm ơn quý cộng đoàn. Thiếu nhi. Thiếu nhi mình chưa ăn cơm hay sao ấy nhỉ? Thiếu nhi. Vẫn yếu hơn thầy. Thiếu nhi. Mình như vẫn yếu. Thiếu nhi. Hướng tâm. Tay đổ, tay đổ, tay đổ. Rồi cùng hát cho thầy. Mình vỗ cái tay cho đều nào, mình vỗ cái tay cho đều. Ai hơn? Mình vỗ cái tay cho đều nào, mình vỗ cái tay cho đều. La la la, mình vỗ cái tay cho đều nào, làm theo thầy nhá. La la la, cái tay tròn. Ai hơn? Mình vỗ cái tay cho đều nào, mình vỗ cái tay cho đều. La la la, mình vỗ cái tay cho đều. Mình ra cái chân cho đều, mình lắc cái mông cho đều, mình lắc cái mông cho đều, mình
vô cái tay mình đã cái chân mình lắp cái móng cho đều. Rồi, mời các bạn thiếu nhi về đất. Thiếu nhi. Tết Trung Thu là Tết của ai? Thế các bạn có biết Tết Trung Thu từ đâu mà có không? Ánh trăng ở trên cao, không biết nó ở đâu rồi. Nhưng vầng trăng kia làm nên ngày rằm. Vậy ai làm nên vầng trăng? Các bạn có biết không? Chính xác. Thiếu nhi của mừng cắt của chúng ta quá giỏi. Xin cho lùng một tràng pháo tay chúc mừng. Chính Chúa đã dựng nên vầng trăng. Và giờ đây, để khai mạc rồi vui văn nghệ Trung Thu ngày hôm nay, ánh trăng yêu thương em vui bên Chúa, xin mời tất cả quý cộng đoàn cùng các em thiếu nhi chúng ta đứng dậy. Thiếu nhi hướng tâm. Xin quý cộng đoàn chúng ta cùng thinh lặng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Anh Cha và Sáng Thôi Cha chỉ ý Cha thể hiện với đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Chúa để chúng con tha cho tham lương những thứ chúng con tạo phẩm của Ngài. Mời các bạn và quý cộng đoàn chúng ta cùng ngồi ạ. Các bạn thiếu nhi ơi, chúng ta đã sẵn sàng cho buổi văn nghệ ngày hôm nay chưa? Rồi, mà là sẵn sàng. Lại nào, các bạn đã sẵn sàng cho buổi văn nghệ ngày hôm nay chưa? Sẵn sàng. Rồi, không chờ đợi lâu hơn nữa. Giờ đây, thầy xin tuyên bố khai mạc buổi văn nghệ vui Trung Thu của chúng ta ngày hôm nay. Một tràng pháo tay. Xin mời MC. Con xin được cảm ơn lời chia sẻ rất tận tình của thầy sứ ạ. Để mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, con xin mời cha sứ và các quý cộng đoàn cùng đồng tận tình và thưởng thức cử rượu. Vầng trăng Chúa thương ban. Các bạn thiếu nhi ơi, các bạn thấy trăng hôm nay có đẹp không ạ? Các bạn có biết vầng trăng sáng lung linh trên kia xuất hiện như thế nào không? Vầng trăng kia chính là một kỳ công mà Chúa chúng ta đã tạo nên. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chính Chúa đã dựng nên vầng trăng để soi ban đêm ngày. Ngày trăng rằm nay là dịp để chúng ta được ngắm nhìn kiệt tác đó đặc biệt hơn nữa. Ánh trăng rằm em thiếu nhi có một ngày Tết Thu mà ngày Chúa dựng nên để dành riêng cho thiếu nhi. Chúng ta cùng với các bạn thiếu nhi bày tỏ tâm tình đó qua bài cử điệu vầng trăng Chúa thương ban. Chúng ta cùng đón chào các bạn thiếu nhi ạ. Thank you.
Đây một tràng pháo tay thật lớn cho thiếu nhi của chúng ta. Vâng, tiết mục vừa rồi rất hấp dẫn đúng không thưa quý cộng đoàn? Và tiếp theo thưa quý cộng đoàn, chúng ta bao nhiêu trong số chúng ta biết cuốn sách của nhà thơ nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh về tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ ạ? Quý cộng đoàn ai biết bài hát Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ không ạ? Ai biết không ạ? Không ai biết à quý cộng đoàn? Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Vâng, tuy người lớn chúng ta đã lớn rồi, nhưng mà khi mà những dịp trung thu hay dịp Tết đến, những dịp lễ đặc Tết đặc biệt của người Việt Nam chúng ta thì luôn luôn chúng ta mong muốn trở thành trẻ con trở lại, đúng không ạ? Để chúng ta có thể cảm nhận những không khí vui vẻ của cái dịp đặc biệt đó. Khi chúng ta lớn rồi thì nhiều khi chúng ta phải bận rộn với công việc sống. Quay... Tuy nhiên, chỉ là đây không rơi à? Trở thành trẻ con trở lại thì chúng ta mới cảm nhận rồi, cái sự vui thích của ngày lễ đó, đúng không thưa quý cộng đoàn? Và ngay sau đây tiết mục vô cùng đặc biệt nữa sẽ được trình diễn dành cho quý cộng đoàn chúng ta. Xin mời chúng ta sẽ cùng nhau trở lại tuổi thơ ngày xưa qua tiết mục Về miền cổ tích. Xin mời các bạn thiếu nhi. Vâng, xin mời cộng đoàn nào và tràng pháo tay thật lớn để chào đón các bạn thiếu nhi của chúng ta. Mọi người thấy tiết mục này có hay không ạ?
thì cho các em một tràng pháo tay được không ạ? Kính thưa quý vọng đoàn, trong cuộc sống có nhiều người đã vượt qua sóng băng, qua biển đến vùng đảo xa, vượt qua núi băng, qua biển đến vùng ngoại biên để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Tinh thần đó thể hiện tình thương yêu giữa người với người. Khi chúng ta yêu thương người cũng là chúng ta là sứ giả cho Chúa. Đặc biệt hôm nay, tinh thần Kitô giáo, tinh thần yêu thương đó, con đã thấy hơi các chị nó với cốt yêu thương. Xin cộng đoàn mở một tràng pháo tay cho các anh chị. Sau đây, tinh thần đó được thể hiện qua bài cử điệu Hãy cho Chúa nuôi sâu của các bạn giới trẻ ạ.
pháo tay thật lớn cho bạn giới trẻ của chúng ta. Vâng, tuyệt vời, ca khúc Ra Chỗ Nước Sâu vừa rồi. Chúng ta phải ra chỗ nước sâu để tìm kiếm những lời Chúa đó, như chúng ta đã lắng nghe lời Chúa qua dạy ông Phêrô, hãy ra chỗ nước sâu, đúng không ạ? Và thưa quý cộng đoàn, các bạn thiếu nhi ơi, bao nhiêu bạn muốn nhận quà nào? Xin mời giơ tay. Bao nhiêu bạn muốn nhận siêu nhân? Bao nhiêu bạn muốn nhận búp bê? Ôi, có một số bạn đang muốn giơ tay này. Bao nhiêu bạn muốn nhận những gói bim bim khổng lồ nào? Rồi, bao nhiêu bạn muốn nhận một gói bim bim, xin mời giơ một cánh tay. Rồi, muốn nhận hai gói, giơ hai cánh tay. Nào giơ ba, nào muốn nhận ba phần quà thì sao nào? Ai muốn nhận ba phần quà? Nào ba phần quà thì giơ gì nhỉ? Rồi, giơ chân nữa đúng không ạ? Rất là thông minh đúng không? Nhưng bây giờ thì để chúng ta có thể nhận quà thì ở trên đây anh sẽ có một vài câu đố để cho các bạn cùng nhau giải đố. Nếu như mà ai trả lời đúng thì chúng ta sẽ nhận được những phần quà. Đó chính là gì ạ? Là gì ạ? Các bạn có thích nhận gì ạ? Thích nhận siêu nhân hay thích nhận anh MC đây ở trên đây về nuôi không? Có ai thích nhận anh MC về nuôi không? Không ạ? À? Anh chăm lắm, anh ăn ít cực, về làm hết cho các bạn. Các bạn không lấy à? Có lấy không? Ai lấy? Ai lấy giơ tay nào? Ai lấy nào? Không ai lấy luôn, thôi anh đi về đây. Ra chỗ đấy. Rồi bây giờ các bạn đã sẵn sàng trả lời câu hỏi chưa? Rồi bao nhiêu bạn biết câu hỏi đầu tiên xin mời giơ tay. Rồi chưa biết câu hỏi đã giơ tay luôn rồi. Giỏi quá. Nào bây giờ xin hỏi, bây giờ nha, các bạn sẽ ở nhá. Nào câu hỏi đầu tiên. Tết Trung Thu còn có tên gọi nào khác? Bây giờ chúng ta sẽ trả lời đáp án, chọn đáp án này. Là Tết Trông Trăng. Đáp án B là Tết Thiếu Nhi. Câu từ A. Còn đáp án C là cả hai câu đều đúng. Nào, bây giờ ai trả lời nào? Nào, bây giờ nào, bỏ tay xuống, tất cả bỏ tay xuống. Nào, bây giờ anh nhớ đến 3 thì các bạn giơ tay lên, ai nhanh nhất thì sẽ được trả lời nào. 1. Nào bỏ tay xuống. Bây giờ giơ thẳng tay lên nhá. Ai thẳng tay nhanh nhất thì sẽ được trả lời nào. 1 2. Phải đếm đến 3 cơ mà, 3 mới được rồi nhá. Ai giơ trước là không được gọi đâu. Được chưa nào? 1 2. Ôi trời ơi, đã bại đâu. 3. Rồi, tuyệt vời, ở đây. Anh thấy bạn này rất là nhanh, xin mời bạn trả lời. Tết Thiếu Nhi ạ. Vâng, đáp án là Tết Thiếu Nhi. Xin chúc mừng bạn. Chưa chính xác. Vâng, có ai có đáp án khác không ạ? Có ai, 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 vâng, xin mời bạn. Cả hai ạ. Cả hai là gì? Cả hai Tết ạ. Là Tết gì? Tết Trung Thu ạ. Là Tết Thiếu Nhi. Là Tết Trung Thu và Tết Thiếu Nhi, đúng không, theo quý cộng đoàn? Rồi, tuyệt vời, và chào mừng tay thật lớn cho bạn và phần quà của chúng ta. Xin mời ạ. Xin mời ban tổ chức lên trao những phần quà. Vâng, tuyệt vời. Xin mời bạn đứng lên ạ. Xin mời bạn, nào, ban tổ chức, xin mời bạn lên phía trên sân khấu. Tuyệt vời, nào, xin mời bạn. Rồi, nhận một chú gì đấy ạ? Đấy là chú gì đấy ạ? Đây là con gì ạ? Bạn có biết đây là con gì không? Đây là con gì ở phía cộng đoàn? Các bạn thiếu nhi. Con mèo. Bạn đã trả lời là con mèo. Vâng, xin dùng người bạn ăn nhân. Cảm ơn bạn. Rồi, rồi đây các bạn bảo là con hà mã. Trông cũng giống giống và cũng khác khác. Rồi tiếp theo bao nhiêu bạn muốn nhận quà? Tiếp theo là giơ tay. Rồi, tuyệt vời nào, bây giờ nào. Lại nào. Câu tiếp theo chúng ta sẽ có câu. Nào, theo chuyện cổ tích Việt Nam ấy, thì ai là người lên cung trăng đầu tiên? Ai? Nào, lại đếm lên ba lại này. Nào, bỏ tay xuống, bỏ tay xuống. 1, 2. Không được, ai giơ tay trước không được, không gọi đâu nhá. Nào, lại nào. 1, 2. Từ từ, phải hết sức bình tĩnh, được chưa nào? 1, 2, 3. Rồi, xin mời bạn. Em thưa anh là chú Quậy ạ.
Nào, đáp án là chú quậy có đúng không? Các bạn ơi, có đúng không? Ai, thế ai? Ai, ai? Chị Hằng và chú quậy à? Là chị Hằng và chú quậy. Vâng, xin chúc mừng bạn đã sai và chúc mừng bạn Nam đã chính xác. Vâng, chúng ta có chú quậy thôi, theo cổ tích chúng ta thì chú quậy từ mặt đất bay lên cung trăng. Vâng, xin mời bạn Nam tiến lên sân khấu ạ. Nào, bạn muốn chọn gì nào? Bạn muốn chọn gấu hay chọn chó nào? Gấu ạ? Gấu ạ, con chọn chó nào? Vâng, tiếp theo vẫn còn rất là nhiều câu hỏi ở đây nào. À, nào, sự tích chú quậy thì gắn liền với cái cây gì thưa các bạn? Cây gì? Nào, bỏ tay xuống, rồi, bỏ tay xuống, bỏ tay xuống, bỏ tay xuống. Ba! Vâng, ok. Cây đa. Cây đa thì đúng không các bạn ơi? Vâng, xin chúc mừng bạn đã chính xác. Xin mời tiến lên sân khấu ạ. Vâng, ở đây bây giờ có búp bê, có cô nàng xinh xắn và cô gấu thì bạn chọn ai? Bạn chọn về để tặng ai nào? Chọn về tặng ai nào? Bạn chọn Vân nào? Nhanh nào nhá. Rồi, được chưa, được chưa? Nam, mà kiếm nào. Bạn đi, đi xuống nè. Bốn. Vâng, một tràng hóa tay thật lớn. Vâng, bạn chọn con to. Thích con to đúng không ạ? Con trai thích con to. Nào, tiếp theo. Tiếp theo các bạn ơi, nào, sẵn sàng. Tiếp theo nè. Vì câu này là liên quan đến khoa học. Để tiến lại, tiến về vị trí. Các bạn lùi lại một chút nào. Các bạn lùi lại một chút. Nào, bây giờ nào, tiếp tục này. Bây giờ câu hỏi này liên quan đến khoa học. Hỏi vì sao mặt trăng lúc thì tròn, lúc thì khuyết? Ôi giỏi thế, các bạn biết luôn rồi. Bây giờ câu này thì sẽ cho đáp án để các bạn lựa chọn. Thứ nhất, A này, vì mặt trăng bị méo. Có phải không ạ? Có đúng không? À, nào tiếp theo, vì mặt trăng bị mặt trời che khuất. Đúng chưa? Đúng không? Đúng rồi à? Và đáp án tiếp theo, vì ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt trăng mỗi lúc khác nhau. Rồi, A, B, C, hay đi. A, B, C, đi. 2, 3, 1, 2. Nào, bỏ tay xuống, bỏ tay xuống. Bỏ tay xuống. Xin mời. 1, 2. 2, 3. Rồi, tiếp rồi, tiếp rồi. Rồi, xin mời. Ở phía trên nào. Bây giờ bạn phía dưới. Xin mời bạn nữ. Còn bạn nào có đáp án khác không? Bạn nào có đáp án khác không? Rồi xin chúc mừng bạn, bạn chưa chính xác rồi nào. À, xin mời bạn. Đáp án D. Đáp án của chúng ta có 3 đáp án A, B, C, bạn chọn D. Xin chúc mừng bạn, không có đáp án D. Tuyệt vời quá. Vâng, các bạn. Xin mời bạn. Đây, đây, các bạn về vị trí, về vị trí. Không, vị trí thì mới được gọi, về vị trí ạ. Về vị trí ngồi thì mới được gọi. Bạn nào ngồi im nào, bạn nào ngồi trên ghế nhanh nhất thì được gọi nào. Nào ngồi lên ghế, ngồi lên ghế. Bạn nào đứng là không được gọi. Bạn nào đứng là không được gọi, ngồi im. Nào ngồi im, giơ tay. Thẳng hàng nào, được chưa nào, rõ ràng chưa nào. Nào bây giờ, một, bỏ tay xuống, bỏ tay xuống. Bỏ tay xuống, nào. Một, hai, ba. Rồi, tuyệt vời. Tuyệt vời, ngồi, bạn này đứng không gọi, đứng không gọi, đứng không gọi. Rồi. Nhưng mà bạn ngồi. C. C, đúng không các bạn ơi? Đúng chưa? Vâng, xin chúc mừng bạn, đáp án C là chính xác. Vì ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt trăng mỗi lúc khác nhau. Xin mời bạn lên sân khấu. Tuyệt vời, xin mời phần quà tiếp theo. Rồi, xin mời ạ. Rồi, bạn chọn cái gì đây? Cái gì đây là cái gì đây? Vâng, đấy là nàng tiên cá. Bạn ấy chọn nàng tiên cá. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Phần đấu vui của chúng ta tạm thời dừng lại đã. Và chúng ta sẽ còn rất là nhiều câu hỏi. Những phần sau anh sẽ tiếp tục hỏi các bạn đúng không ạ? Bây giờ chúng ta xem các bạn thiếu nhi ơi. Nào, chúng ta sẽ tiếp tục chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay chúng ta với tiết mục Ông Trăng Miệng Cười. Vâng, xin mời các bạn đội múa của chúng ta. Xin mời các bạn lên sân khấu. Xin mời các bạn, chúng ta cùng nhau lên sân khấu.
Mình tiếp tục ông Trang mỉm cười ạ. Thầy Chúa của các bạn trẻ đến từ giáo xứ Mường Cát, chúng ta xin mời một tràng pháo tay lớn ạ. Xin cầu đàn ông tràng pháo tay thật lớn, đưa lên, 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 đưa lên. Thank you.
Xin mời các bạn lên sân khấu nhanh nhất nào. Các bạn
Nhanh, xin mời các bạn nam nào lên nhanh. 1, 2, 3, nào tiếp theo. Tiếp theo nhanh. Ai liền nào, xin mời bạn. Xin mời bạn lên sân khấu. Xin mời, nào tiếp theo. Nhanh chân, lên chơi là sân khấu quả. Lên chơi là sân khấu quả. Duy nhất điều này, 1, 2, 3, 4 rồi. Tiếp theo xin mời các bạn dưới trẻ lên. Nhanh lên. Rồi, 5 rồi, tiếp theo. Cần thêm 5 người chơi nữa nào, 5 người chơi nữa. Nào lên 6. Tiếp theo rồi. Ai, rồi ok nào. À, ủy ban thông dừng. Rồi ok. Nào ok. Rồi ok bạn này bạn nhá. Rồi xin mời các bạn từ ra các bạn. Biểu diễn. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ như sau. Tôi đồng thế vừa rồi bảo 10 bạn tôi mà bây giờ lên thành 20. Rồi bây giờ thế thì nào các bạn. Tôi bảo. Rồi, bảo các bạn giơ tay lên. Rồi, bỏ tay xuống. Rồi. Thế bây giờ anh ra chơi để loại bớt một các bạn đi này. Bởi vì chúng ta quá là đông đi. Bây giờ như sau. Nào, bây giờ anh ra có một trò chơi là tôi bảo. Nếu như là có từ tôi bảo ấy, thì các bạn sẽ làm theo cái hành động mà anh nói. Mà nếu mà không có từ tôi bảo. Được. Có mà không có tôi bảo thì không làm, đúng không ạ? Nào bây giờ nhá, tôi bảo các bạn giơ tay lên. Nào xin mời giơ tay lên. Nào các bạn, bạn bé đứng chúng ta đứng ra. Nào tiến lên một chút nào. Thằng trước chúng ta tiến lên trước một chút nào. Rồi, bây giờ bỏ tay xuống. Được chưa? Đấy. Không có tôi bảo nên là các bạn không được bỏ tay xuống. Nhớ chưa? Dễ không? Đấy, thế lại nào, tôi bảo các bạn giơ tay lên. Ok, bỏ tay xuống. Vẫn cứ bỏ tay xuống à? Chưa hiểu. Rồi ok, thế bây giờ bạn nào bỏ tay xuống là xuống nào. Nào nào. Rồi ok, bây giờ tôi bảo các bạn tiến lên phía trước một bước. Rồi, lùi lại một bước. Xin mời đi xuống. Những ai vừa lùi lại xin mời đi xuống. Những ai vừa lùi lại xin mời đi xuống. Những ai vừa lùi lại đấy. Những ai bạn này vừa lùi lại đúng không? Đi xuống. Xuống đây. Cảm ơn các bạn. Đã bảo có tôi cả lùi đúng không? Đã có tôi bảo lùi đâu mà lùi đúng không? Đứng im nào, được chưa? Nào tiếp theo này. Rồi tôi bảo các bạn ngồi xuống. Ok, đứng lên. Rồi à, đứng lên nào. Cảm ơn bạn, xin mời bạn ra nhận một phần quà và chúng ta đi xuống. Xin mời ban tổ chức trao quà. Vừa rồi bạn đúng không? Bạn nào vừa xuống thì chúng ta nhận một phần quà. Rồi bạn nào ngồi đứng lên. Rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, 11. Rồi, bây giờ có 11 bạn chơi ở đây rồi. Xin mời ban tổ chức xếp ghế ra đây ạ. Xin mời bạn. Rồi, xin mời các bạn, tôi bảo các bạn đứng lên. Đứng lên nào, đứng lên. Rồi, các bạn đứng lên. Rồi, xin mời xếp ghế thành một hàng hàng ngang. Xin mời xếp ghế thành hàng Ok, được chưa nào? Nào, thêm cho anh một cái ghế nữa. Nào, rồi, cảm ơn bạn. Rồi, được chưa? Rồi, ok nhá. Các bạn đếm nào, 2, 6, 8, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10. Ôi, ở trên đây có 10 cái ghế này. Đấy, bây giờ có 10 cái ghế, được chưa? Bây giờ như sau, trò chơi chúng ta như sau. À, bây giờ sẽ có âm nhạc nổi lên, bao nhiêu bạn thích âm nhạc nào? Bao nhiêu bạn thích nhạc, nghe nhạc? Các bạn có thích nghe nhạc không? Có đúng không? Rồi, bây giờ nào nhắm mắt lại nào. Xin mời các bạn nhắm mắt lại một chút nào. Nào xin mời âm nhạc nổi lên nào. Nghe các bạn cảm nhận nào. Đấy, các bạn nghe thấy nhạc chưa? Đấy, rồi, thấy nhạc chưa? Rồi, được rồi, ok rồi, cảm ơn âm nhạc. Rồi, xin mời các bạn mở mắt ra. Rồi, ok nào, bây giờ nào như sau. Các bạn cảm nhận âm nhạc nhá, cảm nhận âm nhạc. Nào xin mời âm nhạc tiếp tục nổi lên nào. Đấy, các bạn cảm nhận âm nhạc. Các bạn bắt đầu phiêu nào. Múa theo anh, múa theo anh nào. Xin mời các bạn múa theo, ai múa theo đẹp nhất thì sẽ có quà. Nào múa theo. Đấy, được chưa, các bạn cứ múa theo. Được chưa, anh. Được chưa, dễ không? Và khi mà âm nhạc dừng thì các bạn phải dừng nguyên ở tư thế đó.
được chưa? Được chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Rồi, và chúng ta sẽ ngồi nhanh xuống ghế. Hiểu chưa? Khi mà âm nhạc dừng thì chúng ta sẽ ngồi ngay xuống ghế. Bạn nào mà không có ghế ngồi thì xin mời bạn đi xuống. Hiểu chưa? Rồi nào, bây giờ xin mời âm nhạc. Xin mời âm nhạc, rồi, bắt đầu, đặt tay lên. Dậy. Tay lên nào. Tay lên nào. Nhảy lên. Rồi xin mời đi vòng tròn. Chạy vòng tròn. Vừa chạy vừa nhảy. Rồi. Ok, dừng lại rồi. Vâng, có hai bạn. Vâng, cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn các bạn, hai bạn. Xin mời bạn nhận phần quà. Rồi, xin mời bạn nhận phần quà. Rồi, tuyệt vời đúng không? Các bạn thấy dễ không ạ? Rồi, đây ông đấy, có ghế ngồi là được, là quan đã trên sân khấu. Rồi, tiếp tục, xin mời các bạn đứng lên. Xin mời các bạn đứng lên, tiếp tục. Rồi. Ok, nào các bạn nào, tiếp tục nào, ok nào. Xin mời, tiếp tục, âm nhạc. Đây là đồng nội của bạn. Cảm ơn bạn. Đây là do đồng nội của bạn đây. Đây trợ giúp. Vâng, xin cảm ơn bạn tuyệt vời. Xin mời các bạn tiếp tục đứng lại. Nào, ok. Rồi, ok. Tiếp tục xin mời đứng lại. Xin mời âm nhạc tiếp tục. Nào, được chưa nào? Nào. Vâng, bạn rất là đẹp trai, rất là to cao đẹp trai nhưng mà vẫn còn thua. Vâng, xin cảm ơn bạn. Vâng, tuyệt vời rồi, xin mời các bạn tiếp tục đứng lên. Vâng. Vâng, bạn nữa. Tuyệt vời, xin chúc mừng bạn. Vâng, cảm ơn rồi, xin mời các bạn tiếp tục. Vâng, xin các bạn nữa. Xin cảm ơn. Rồi, ok, nào, chúng ta tiếp tục. Nào, trò chơi chúng ta đang cái nồi gay cấn nhất. Đây là 6 thành viên vô cùng thông minh và nhanh nhẹn trong buổi tối ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn các bạn ơi. Có vui nào cho các thành viên của chúng ta nào. Xin mời nổi nhạc lên. Tiếp tục vòng tròn. Chưa. Xin mời các bạn tiếp tục lại nào. Bây giờ đi từ từ đã, chưa có nhạc thì chúng ta đi chậm nghỉ giải lao, tranh thủ giải lao một tí, chết nóng quá. Rồi, bạn nữ bạn vô cùng to cao nhưng mà vẫn còn thua bạn nam bé nhỏ. Xin chúc mừng bạn. Rồi, tuyệt vời, xin chúc mừng nam thành viên chúng ta. Chúng ta đang đến hồi gay cấn rồi. Rồi, xin mời các bạn tiếp tục. Nào, bây giờ khỏe nhá. Nào, ok, nào.
đây vòng tròn nữa nào. Theo anh nào là theo anh nào, vậy lên nào là anh em mình là một gia đình thì chơi hết mình là mình, lên trên đỉnh là nhảy sập sinh. Không ai được động vào ghế nào, không ai được động vào ghế nào, không ai được động vào ghế. Đi vòng tròn, đi vòng tròn, đi vòng tròn, nhanh nhanh. Đây bây giờ để ban tổ chức kiểm tra xem bạn nào mông to hơn. Bạn nào mông to hơn. Mông ai. Rồi cuối cùng này, trong trường hợp này thì bạn mông to đã chiến thắng. Ta còn 3 người nữa. Rồi bình chọn ai mà nhảy đẹp nhất thì sẽ là chiến thắng trong cuộc thi này. Chưa đấy, bình chọn bây giờ chúng ta sẽ bình chọn nha. Rồi ăn nhảy khỏe lên nào, xin mời quay lại. Rồi đúng rồi, bạn này múa quả rất là đẹp, sẽ có một phần quà chắc chắn, có một phần quà cho bạn này. Chắc chắn sẽ có phần quà cho bạn nam, cô nhảy vô cùng đẹp. Bạn ấy đang mải mê với phần quà do hôm nay tổ chức đưa ra. Vâng, xin cảm ơn bạn đây. Mình đã như đã hứa. Bạn đã... Đây, mình vẫn có một phần quà trao cho bạn. Ok. Rồi, xin cảm ơn, xin chúc mừng bạn. Rồi, bây giờ đến rồi. Nhất, ai sẽ là nhà vô địch của tối ngày hôm nay? Ai? Ai? Vâng, hãy bình chọn. Bây giờ xin mời các bạn hãy kêu gọi khán giả bình chọn cho bạn. Nào, hãy nói một vài câu gì đó để khán giả bình chọn cho bạn nào. Giới thiệu tên tuổi em xin được em tên là em Holy. Yeah, được chưa nào bạn nữa nào, hãy phát biểu nào, tên là gì và hãy để kêu gọi mình, mọi người bình chọn cho mình nào. Dạ con tên là Hà, con 15 tuổi ạ. Bạn là con là 15 tuổi. Con là 15 tuổi. Con tên là Hà, 15 tuổi. Hà, 15 tuổi. Vâng, Hà có chiến thắng không? Hà có tự tin mình chiến thắng trong phần thi này không? Rồi, bây giờ đến phần thi. Ê, Hà, xin lại ấn nhạc. Bây giờ ngay cả nhất. Phải quá lên. Lỗi không được giật ghế ra, không được chơi dùng tay đúng không ạ? Đây tổ chức bắt cả bà là không được đúng không? Chúng ta không được dùng tay, chỉ được dùng mông mà thôi. Đấy, mông đâu. Đấy, phải dùng mông đâu. Được chưa? Lại. Bây giờ quẩy thật khỏe và chỉ được dùng mông, không được dùng tay. Bạn nào nhớ nhá. Đi vòng tròn. Nhá. Rồi xin cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn. Ok. Rồi xin cảm ơn bạn. Bây giờ rồi hai phần quà. Chúng ta vẫn có hai phần quà dành cho hai người chiến thắng ạ. Ở đây. Thì bây giờ do sao bạn vẫn là người chiến thắng. Bây giờ bạn Nam, bạn xin mời người chiến thắng muốn chọn phần quà nào? To hơn đúng không? Nàng công chúa ơi, bạn một nàng búp bê và nàng công chúa. Bây giờ ôm lại nó vào lòng. Anh có cảm nghĩ gì sau khi nhận được cái cô nàng công chúa này ạ? Hơi buồn. Còn vẫn vui chứ đúng không? Đấy mình nhường cho bạn rồi. Rồi, xin cảm ơn hai bạn và một tràng pháo tay thật lớn cho hai bạn. Tôi giải nhất, xin mời hai bạn cùng nhau chia cái mâm cỗ này.
Chúc mừng bạn Nam Vân Quốc về. Xin cảm ơn các bạn. Vâng. Và thưa quý vị các bạn, hôm nay tiết mục vừa rồi vô cùng sôi động đến trò chơi của chúng ta đúng không ạ? Và ngay sau đây tiếp tục liên tục chương trình văn nghệ, chúng ta sẽ thưởng thức tiết mục Lửa Thiêm Bùng Cháy của điệu. Và xin mời các bạn với trẻ chúng ta nhanh chơi đi, trẻ lên sân khấu ạ. Hey, 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 hey
tiết mục ca vang tình yêu Chúa của anh Lê Trường Thanh ạ. Alo, con xin kính chào quý cộng đoàn. Thực ra thì con cũng không biết hát đâu ạ. Nhưng mà thôi thì các anh em họ bảo là lên thứ nhất là có một chút chia sẻ với quý cộng đoàn và các em thiếu nhi ở đây. Thứ nhất là xin gửi lời cảm ơn tới toàn bộ quý ông bà, anh chị em, quý cộng đoàn và đặc biệt là các em thiếu nhi đã đóng góp ra rất nhiều cái tiết mục văn nghệ rất sôi động và vui vẻ. Chúng con thay mặt cho nhóm kết nối yêu thương đến từ Hà Nội xin gửi lời chào trân trọng đến quý cộng đoàn. Con cũng xin chia sẻ một chút với quý cộng đoàn. Con thì là một người Tân Tòng. Con thì không được may mắn như nhiều người, đặc biệt với các em, như các em ở đây là đã được biết đến Chúa từ nhỏ. Con thì mãi đến tận 30 tuổi con mới được biết đến Chúa. Và cũng may mắn là từ khi con được biết đến Chúa thì con cảm nhận được cái tình thương của Thiên Chúa đối với ban cho nhân loại này, không căn cứ vào dân tộc, chủng tộc nào cả. Tình yêu của Thiên Chúa nó rất là bao la. Con cũng xin tự giới thiệu một chút. Ban nãy trong thánh lễ cha xứ cũng có nói thì nghề của con là làm nghề dạy học. Và hiện tại con cũng đang làm một công tác nữa là công tác tông đồ của Tổng giáo phận Hà Nội. Con tham gia lớp giáo lý viên nâng cao của Tổng giáo phận do Đức Tổng Du Xe thành lập. Chính vì vậy con cũng muốn chia sẻ ở đây, đặc biệt trong này cũng có thể những quý ông bà anh chị em chưa được biết đến Chúa, thì con cũng chỉ chia sẻ một cách ngắn gọn thế này. Khi ta chưa biết đến Chúa thì cuộc sống của ta nó như là một cái cuộc sống nó hoang dại đấy. Còn khi ta biết đến Chúa rồi thì trong cái cuộc sống của chúng ta sẽ phải là làm theo nhiều cái điều mà Thiên Chúa dạy dỗ. Và tất cả những điều Thiên Chúa dạy, con cảm nhận đấy là những, nó chính là chân lý của cuộc sống mà con phải noi theo. Chính vì vậy là con tạ ơn Chúa, cảm ơn mọi người, cảm ơn hai anh chị em cùng là con cái Chúa, và chúng ta đều là mang danh là khi tô hữu với nhau. Chính vì vậy để tạ ơn Chúa, con xin tặng cộng đoàn bài hát ca vang tình yêu Chúa. Thực ra con cũng gọi là biết hát bài này thôi chứ chưa chắc đã hát được. Thì mong quý cộng đoàn là chịu khó lắng nghe. Tình yêu Thiên Chúa như vầng dương soi tỏa khắp nơi. Tình yêu Thiên Chúa là vì sao giữa đêm mù tối. Tình yêu Thiên Chúa dìu con vượt qua sóng đời nổi trôi, thuyền con giữa dòng đại dương bấp bênh Ngài ơi. Tình yêu Thiên Chúa như hồng xuân hềm nhung mang. Tuổi thơ yêu dấu ngày và đêm khát khao tình Chúa. Ngài luôn soi bước đời con đủ muôn phúc ân tràn lan, và luôn lắng nghe hồi âm những y sầu vương.
Xin thông báo là quà của chương trình vẫn còn rất nhiều. Bạn nào về trước thì xin cứ về, còn ở lại còn phá cỗ chương trình cực to.
rất nhiều bạn thấy hát bỏ về, thấy đấy là điều rất tiếc. Chương trình văn nghệ của chúng ta vẫn còn rất dài, xin các bạn thiếu nhi ở lại. Chúng ta vẫn còn rất nhiều quà, bạn nào muốn có quà giơ tay. Vâng, chương trình đến cuối càng hay. Và chương trình và những ai mà ở lại càng lâu thì càng nhận được quà to hơn nữa. Có những gói bim bim khổng lồ phía sau nữa. Xin mời quý công đoàn và các bạn thiếu nhi chúng ta ở lại tiếp tục thưởng thức chương trình văn nghệ buổi tối ngày hôm nay. Vâng, xin mời tiết mục đêm trung thu của các bạn ấu nhi. Vâng, xin bạn nào bạn các bạn trẻ, các bạn thiếu nhi, bạn nào chưa có quà sẽ tiến dần lên sân khấu để nhóm chúng tôi được phát quà cho các bạn. Còn chương trình văn nghệ của chúng tôi còn rất dài và rất hay. Xin mời tất cả các quý cô ông cụ bà cùng để các cháu ở lại để thưởng thức những chương trình càng về cuối càng đặc biệt. Còn bạn nào chưa có quà sẽ lên tiến dần lên sân khấu gặp những anh chị áo xanh để chúng ta đều có quà. Xin cảm ơn. Theo chương trình là quý cộng đoàn bài Gặp Chúa Trên Quê Hương. Xin mời cộng đoàn cùng thưởng thức.
Tuyệt vời gặp Chúa trên quê hương, một ca khúc vô cùng tuyệt vời chúng ta đúng không ạ? Chúng ta luôn mong muốn gặp Chúa ở trên quê hương Việt Nam của chúng ta. Vâng, thưa quý cộng đoàn, là người Công giáo chúng ta ai cũng là con của một người cha duy nhất trên trời, đó chính là Thiên Chúa. Vì thế trong giáo hội chúng ta là anh em,
chúng ta có chung một cội nguồn yêu thương là Thiên Chúa. Trong niềm tin đó, các bạn giới trẻ xin gửi đến quý cộng đoàn một vũ điệu, một chú duyên, một chú tình. Xin cộng đoàn hội tràng vỗ tay thật lớn. Và ngay sau đây sẽ đến là tiết mục rước đèn tháng 8 do các bạn thiếu nhi chúng ta cùng thực hiện. Xin mời các bạn. Thank you.
tay thật lớn nữa để cho các bạn thiếu nhi của chúng ta. Vâng, nữa lên, to nữa lên nào cộng đoàn ơi. Rồi các bạn thiếu nhi bây giờ con muốn thấy cả cánh tay của Vinh Cộng Đoàn phía đằng sau nữa nào. Vinh Cộng Đoàn ơi, tay đâu là tay đâu. Và đưa lên nào, bây giờ nào xin mời giơ hai tay về phía trước. Vinh Cộng Đoàn xin mời giơ hai tay về phía trước nào. Rồi bây giờ chúng ta khởi động một tí nào. Bây giờ nhá, chúng ta tập vỗ tay một tí nào. Bây giờ các bạn thiếu nhi nghe tôi nhá. Bây giờ anh sẽ giơ từ thấp lên cao, từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp. Thì lương cao thì chúng ta vỗ tay thật to, và rơi thấp thì chúng ta vỗ tay nhỏ 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 ra, được chưa nào? Nào chúng ta sẵn sàng chưa? Nào, tay đâu là tay đâu? Rồi xin mời nổi cho vỗ tay thật lớn. Rồi nhỏ 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 nhỏ. Rồi lớn. Nhỏ. Lớn. Lớn. Lớn nữa lên nào. Lớn 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 lớn. Rồi tuyệt vời, xin cảm ơn bạn. Và để liên tục chương trình, vừa rồi chúng ta đã thưởng thức những tiết mục đến từ quê hương Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ vươn tầm ra thế giới, không chỉ riêng Mường Cát này nữa đúng không ạ? Chúng ta sẽ vượt ra khỏi Việt Nam, vượt ra ngoài thế giới luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi du lịch châu Âu qua một ca khúc vô cùng sôi động, đó chính là ca khúc Such a Happy Day, và dịch ra tiếng Việt đó là Một Ngày Hôm Nay Thật Là Vui đó. Xin mời các bạn, giới trẻ chúng ta. Vâng, nếu như bạn trẻ nào mà chúng ta chưa có quà thì chúng ta nhìn thấy chị áo xanh xinh đẹp phía kia không? Chị đang đứng quạt đấy. Các bạn cứ tiến lên lấy chỗ chị mà nhận quà nhá. Ai mà có quà rồi thì không được lấy hai lần đâu nhá. Nhớ phải trung thực đấy. Rồi xin mời chúng ta cùng tiếp tục thưởng thức ca khúc Such a Happy Day. Been looking at the sky for a little while. Watch the clouds roll by and I start to smile.
Mình xin cảm ơn ca khúc Sunshine vì đây đến từ phương Tây của chúng ta, đúng không thưa quý ông đoàn? Quý ông đoàn thấy tiết mục vừa rồi đi du lịch châu Âu có thấy thích không thưa quý ông đoàn? Vâng, có thích không ạ? Có sướng không ạ? Vâng, có xin hỏi quý ông đoàn ngày hôm nay quý ông đoàn có thấy vui không ạ? Nào bây giờ xin mời các bạn đáp lại hay như sau nhá. Vui, rất vui, cực kỳ vui, vui chịu được. Được chưa? Nào, nào, các bạn có thấy vui không? Ôi trời. Để vui mà như thế à? Vui mà như thế à? Lại nào, lại nhá. Vui, rất vui, cực kỳ vui, vui chịu được. Nào, được chưa nào? Hiểu chưa? Nào, hai, là các bạn có thấy vui không? Vui, 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 đúng không? Nào các bạn có thấy sướng không? Chịu được. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Và ngay sau đây thì có bạn đại diện của ban giới trẻ sẽ lên đây có đôi lời phát biểu cảm ơn. Xin mời bạn. Các bạn có thấy chương trình hôm nay vui không ạ? Kỳ vui, vui ứ chịu được. Các bạn cho một tràng vỗ tay được không ạ? Em xin thay mặt cho ban giới trẻ và thiếu nhi giáo sứ mừng các cảm ơn tất cả các anh chị ở đoàn kết nối yêu thương đã đến đây để góp vui biết đến giáo xứ của chúng em và mang nhiều, rất là nhiều mà quả ý nghĩa đến với chúng em. Em không biết là nói những lời như thế nào để bày tỏ hết những tấm lòng của chúng em đến với mọi người ở trong đoàn kết nối yêu thương. Em xin cảm ơn ạ. Vâng. Vâng, xin cảm ơn lời cảm ơn của chị rất là ý nghĩa. Xin kính mời các quý cộng đoàn và các anh chị cùng hướng lên sân khấu và đón tiếp các anh chị giới trẻ mừng cát với các cử điệu sinh hoạt ạ. Oh.
Ơi mà
Thích nữa không? Bao nhiêu bạn còn muốn nữa thì cứ đứng lên trên sân khấu. Rồi, còn vẫn còn chương trình văn nghệ vẫn rất là dài. Rồi, bây giờ tiếp theo, tiếp tục nhà mình rất vui. Hãy múa theo anh Vân phía trước. Con là đang học gần nghiêng cho ba, ba là mấy nhà chiếc con và má, con là đủ
Vâng, xin cảm ơn các bạn. Lối nhé của giáo sứ Mường Cát chúng ta vô cùng tuyệt vời để văn nghệ tối ngày hôm nay theo quý cộng đoàn đúng không ạ? Vâng, xin cộng đoàn một tràng pháo tay thật lớn. Vâng, thưa quý cộng đoàn, các bạn thiếu nhi hôm nay các bạn thấy rất là vui đúng không? Vui không? Vâng, xin cảm ơn các bạn. Và quả thực hôm nay thì ông Trang đâu rồi anh nhỉ? Ông Trang ơi! Đấy, ông Trang ở trên kia không thấy nhưng mà dưới đây có ông Trang vẫn trả lời ơi. Rất là tuyệt vời đúng không ạ? Trang không có nhưng mà ở đây vẫn có. Đấy, hôm nay thì chúng ta đã đón Trung Thu trước. Và hôm nay rất là tuyệt vời. Có nhóm nha, nối kết yêu thương từ Hà Nội về để chia sẻ chung vui cùng với giáo sứ Mường Cát chúng ta ở đây. Và chúng con xin hết lòng tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn cha xứ, thầy xứ và toàn thể quý cộng đoàn. Đặc biệt các bạn thiếu nhi đã đến tham dự chương trình liên hoan Trung Thu buổi tối ngày hôm nay. Và cuối cùng thì con xin hết lòng cảm ơn tất cả quý cộng đoàn. Và ngay bây giờ thì chương trình giao lưu văn nghệ buổi tối ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý cộng đoàn trong chương trình Trung Thu sang năm. Và xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý cộng đoàn ạ. Và các bạn thiếu nhi còn chúng ta còn muốn tiếp tục nữa không ạ? Vâng, và bây giờ chúng ta tiếp tục lên sân khấu đi ạ. Chương trình văn nghệ kết thúc nhưng mà chúng ta vẫn còn tiếp tục ạ. À, là đến màn tiết mục tự do ạ. Nếu khi cộng đoàn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nữa. Xin mời thầy cho con ạ. Chúng ta tiếp tục nốt phần cuối nào. Phần đây là phần bonus game xin mời. Và cô Trung Trang. Vâng, xin mời các bạn cầm bông sao ạ. Xin mời thầy xứ nên để đại diện phá mông cũ cùng anh em nhóm cho các cháu.
được rước đèn ông sao chung quanh mâm cỗ. Xin kính mời thầy giữ. Vòng tròn có một cái tâm ở giữa vòng, đi xa ở cho để vòng tròn đừng leo đừng buông, đi ra đây với anh, đi ra đây anh, cái tâm ở giữa vòng tròn đi sao cho đều cho khéo đừng. Vòng tròn không nào thì ra, chúng ta sẽ đi ra xa các bạn không là dụi được không? Nào đi đâu nào, đâu tiếp đâu nào, rồi à, đi làm một hàng thôi. Con vịt sẽ là hai cái cánh, có kẹt, khắc bọc bọc, vừa lớp lớp, cho khô. Tràn đàn con luôn nhau đất đuôi ra tràn đàn con cho hãy ta lấy mình ngủ xa mẹ cắn tiền chiếc đèn ông sao cho nó quay đôi màu tan đầy rất dài con cao hơn em cầm đèn sao em vang 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 đêm sao xin kính mời thầy giữ lên để lên trước mâm cỗ để phá cỗ cho các em trong đêm giảm hôm nay. Các em sẽ đi chung quanh mâm cỗ. Chưa có chi đâu các em ơi. Anh cũng có qua rồi. Các em cứ bình tĩnh để làm thủ tục cho nó đúng đắn. Xin mời thầy sứ ra giữa hiện diện mâm cỗ và nói với các em trong những đêm rằm tâm sự trong đêm rằm hôm nay để phá cỗ và kết thúc chương trình. Xin mời một tràng pháo tay để chúc mừng thầy sứ. Chúng ta sẽ cùng chúng ta sẽ nhân nặng để phá cô nhá, phá cô không được phá.